Xin chào quý vị. Tại clip trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị những cái sự độc đáo mà Trinh Vũ Đồi Da đem lại cho khách hàng. Và trong clip này thì tôi sẽ nói sâu hơn về một cái tác phẩm mà chúng tôi đang hoàn thiện dựa trên một cái cuốn sách dày 200 trang, thì sẽ phóng tác ra một cái tác phẩm có tên là Bách Tử Đồ, để từ đó có thể vận dụng được những cái sự sáng tạo cũng như là những cái nét văn hóa, cái tinh thần của người Việt Nam vào trong tác phẩm. Trên tác phẩm Bách Tử Đồ này thì phần bên trái quý vị đang nhìn thấy ở trên hình, đó là một cái phân khúc tiểu cảnh về các cái em bé đang chơi hái đào. Và phân khúc tiểu cảnh này chính là chúng tôi trích từ trong sách ra. Bức tranh Thất Đồng, đây là thuộc dòng tranh Trúc Tụng, hay còn gọi là tranh hái đào, là bức tranh được lấy nguyên mẫu từ tranh niên họa của Trung Quốc, nhưng đã được Việt hóa theo hình ảnh những đứa trẻ ngộ nghĩnh và dễ thương trèo lên cây hái quả. Trong những cái dịp Tết Nguyên Đán thì bức tranh này rất được ưa chuộng bởi nó mang lại niềm vui. Và bảy đứa bé thì tượng trưng cho những cái ước vọng đông con và nhiều cháu, cũng như là số 7, quan niệm của con số may mắn. Và quý vị nhìn thấy khi chuyển thể ra tác phẩm, những em bé thông qua nét vẽ của chúng tôi trông khá là vui nhộn, bắt mắt, cũng như là những cái trang phục đã mang cái hình tượng của văn hóa Việt Nam nhiều hơn. Cái phân cảnh thứ hai mà quý vị đang nhìn thấy ở trên hình có ba em bé ở trung tâm. Đây chính là tác phẩm có tên Thu Đáo Xuân Lai. Bức tranh vẽ ba em nhỏ xinh đẹp đang chơi bắt cá, bắt bướm. Và đây là một cái dòng tranh tượng trưng cho cái sự tươi tốt, thuận lợi của bốn mùa trong năm. Và đây cũng chính là một cái dòng tranh dân gian của Việt Nam. Đó, quý vị còn được trải nghiệm quay lại về với tuổi thơ của mỗi người. Và gần như là không có ai không biết đến trò chơi ô ăn quan này, một trong những trò chơi dân gian cực kỳ thú vị của Việt Nam. Và chính bản thân chúng tôi ngày bé cũng đã trải nghiệm, cũng đã chơi rất nhiều thời gian với trò chơi này. Và đây cũng được chúng tôi chuyển thể vào trong tác phẩm, mang lại một cái sự sinh động cũng như là một cái tuổi thơ rất là đẹp. Nếu quý vị là người yêu thích câu cá và có tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng thì không thể bỏ qua cái phân cảnh các em bé đi câu cá, bắt cá và thả diều như này. Đây chính là mảng bên phải của tác phẩm. Hai em bé câu được con cá lên rất là phấn khởi. Một vài em thì tranh nhau bắt cá để bỏ vào trong giọ. Rất sinh động và tuyệt vời. Và còn đây chính là một trong những môn được rất nhiều người yêu thích, môn đá cầu. Hai em bé ở hai thế, hai sắc mặt rất tươi vui, hình dáng rất là khỏe khoắn và hóm hình, đang chơi đá cầu, cảm giác rất là thỏa mãn và yên bình với cuộc sống. Các em ở bên cạnh còn lại thì cũng đang cổ vũ rất là nhiệt tình cho một cái trò chơi dân gian này. Và thông qua clip này thì hy vọng quý vị đã hiểu được hơn những cái tâm huyết cũng như là sự sáng tạo, sức công hiến của chúng tôi vào mỗi tác phẩm. Và đó cũng là cái điều ngay từ ban đầu khi chúng tôi được biển, chúng tôi đã xác định mỗi tác phẩm là một sự độc đáo, là một câu chuyện để truyền tải giá trị nhân văn cũng như là cái tay nghề của chúng tôi vào từng tác phẩm. Và hy vọng quý vị sẽ chọn được những chủ đề, những bức tranh có nội dung, có nội hàm sâu xa, thưởng thức văn nghệ rất là thú vị. Và qua đó có thể cảm nhận được cái tâm huyết của chúng tôi dồn vào từng tác phẩm. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị.